bị sảy nha mọi người. Đây này, cái này bây giờ vừa vô dính luôn nè. Con chuột nữa nè. Quải ghê, mình có đặt chuột đâu mà dính chuột hoài ta. Chuột này nó đuối rồi nha mọi người. Nè. Sóc con. Ừ, sóc con. Đây là em thứ hai luôn nha mọi người. Cơm với lại một con chuột cơm rồi nha mọi người. Chuột còn nhiều hơn sóc nữa là thôi cho bó tay rồi. Con này chắc còn mới vô luôn nha mọi người, mồi còn. Hello, chào cả nhà nha. Bây giờ hai anh em mình vừa đi tới cái hôm qua, cái hôm qua mà bị sảy nha mọi người. Đây này, cái này bây giờ vừa vô dính luôn nè. Bữa nay mình đi chung với tiếp tục đi chung với Thánh Buôn Đôn nha mọi người. Chào mọi người. À, chào mọi người. Cái đầu tiên. Cái đầu tiên mà vô dính luôn nha mọi người. Lại được vải trưởng. Lại được vải trưởng. Hôm qua móm ghê lắm nha mọi người. Bữa nay vừa vô cái đầu tiên đã dính rồi. Hôm qua móm còn hơn là bị cụ. Lo chặn cái bọc lại trước đã. Rồi vô em hàng đầu tiên luôn nha mọi người. Mở hàng là thấy có hàng là thấy phê rồi sao hả? Cái đầu tiên mồi còn luôn hả anh? Đù con này như mới vô sao mồi còn luôn á? Mới bỏ hả? Rồi giờ để anh sang đặt lại luôn nha mọi người. Đó, vừa vô được em hàng đầu tiên đây. Hôm qua móm quá, được có mấy con, được có 2-3 con à. Bữa nay mới vô cái đầu tiên được 1 con rồi nha mọi người. Rồi, mọi người xem video mình, ai chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em tụi mình với nha. Thôi bây giờ hai anh em mình đi tiếp đây. Rồi để ánh sáng anh vô anh đặt lại cái xe cua nha mọi người. Mới ra tiếp con chuột nữa nè. Quải ghê, mình có đặt chuột đâu mà dính chuột hoài ta. Chuột này nó đuối rồi nha mọi người. Nè, để tí về đem về cho con mèo. Rồi thôi bây giờ mình cho nó ra túi lưới nha mọi người. Rồi anh em mình tiếp tục đi lên phía trên này. Phía bên hàng chuối kia anh em mình còn 4-5 cái nữa nha mọi người. Người theo chân anh em mình đi thăm tiếp nha. Rồi để ánh sáng anh lội qua bên kia nha mọi người. Mới giờ lội qua xong. Cái bữa là mình giờ từ chỗ này qua bên cái chỗ đó nha mọi người. Không biết có dính không nữa. Móm luôn à? Móm luôn nha mọi người. Rồi bây giờ hai anh em mình tiếp tục đi đây. Mình vừa vô cái tiếp theo dính tiếp con nha mọi người. Hồi nãy mọi người không thấy nhưng mà anh em mình vừa đi tới là sóc nó chạy ngoài đường á. Chạy 2-3 con mà chạy giữa đường này. Không có sợ gì hết á. Cái này mà bảy kiền đồ dính liền anh thắng. Ừ, con này cũng nhỏ. Sóc con. Ừ, sóc con. Đây là em thứ hai luôn nha mọi người. Con này cũng nhỏ thôi, kệ có hàng là vui rồi. Nhỏ má con không. Ừ. Đủ. Ôi, kiến lên nè. Cắn chi mạnh kìa. Trời ơi. Chắc mới bị nhiều rồi. Cắn đầy người. Cắn đầy người rồi. Mới. Nói chung. Cái này để mai là chết queo luôn, cắn chết liền. Quá trời rồi. Nhưng mà đánh nó không vô nha mọi người. Sắp khôn ghê luôn. Rồi, banh cái kia cho lòng đi. Hai em. Rồi bây giờ mình cho nó vô cái lòng này luôn nha mọi người. Mở cái gì thứ. Rồi mình cho nó vô cái lòng này luôn nha mọi người. Nói chung là mình cho cái vòng này vô có nhiều thì nó cũng không có đè nhau nó chết. Hôm bữa mình dính chục con mà chết mất 2 con luôn. Bị đè nhỏ không chết nha mọi người, nặng quá. Nè, nhốt nó vô đây. Nhốt tạm vô đây, tí nữa về rồi mình ra cái lồng lớn. Rồi bây giờ mình đổ cái này mình ra. Kiến nhiều quá. Kiến nó lên ăn á. Cái này là mình không đi sớm là được cắn chết sóc luôn nha mọi người. Rồi. Rồi bây giờ anh sáng bỏ mồi vô đặt lại luôn nha mọi người. Đó. Rồi giờ hai anh em mình tiếp tục đi nha mọi người. Đi tới hướng phía trên kìa. Hướng phía trên kia còn tầm 20 cái nữa. Mọi người tiếp tục theo chân anh em mình đi nha. Rồi bây giờ mình vô cái tiếp theo luôn nha mọi người. Đây này, cái chỗ này là hôm bữa là bị sảy nè. Bị sảy nó cắn nát cái lòng luôn nè nha mọi người. Nó cắn cái lòng nó đi ra luôn nè. Rồi này móm rồi nha mọi người. Tưởng này dính rồi chứ. Móm luôn à. Đây nè, cái đó sóc nó leo sao được. Thôi cứ để ở dưới đi chứ để vậy sao rồi để sóc nó leo lên kiểu gì. Cái này cứ chuyển qua chứ. Rồi giờ mình qua mấy cái tiếp theo luôn nha mọi người. Cái này móm rồi. Cái này hôm bữa dính con gì mà không biết nữa. Nó cắn lủng cái lòng nha mọi người. Giờ mình
tới cái tiếp theo đây. Rồi. Cái này chắc léo léo luôn rồi. Này móm luôn nha mọi người. Mình đặt sát cái trong chuối á. Móm luôn. Chỗ này đẹp vậy mà không thấy dính đâu. Đó mọi người thấy không? Nguyên cái hàng chuối đã không? Chỗ này đặt là hơi bị dễ dính luôn nha mọi người. Sóc nó ở đây nó ăn chuối rồi á. Nói chung là sóc đất á, cái dòng sóc đất này nó ăn con vật với lại nó ăn cả củ quả rồi trái cây rồi đủ thứ nha mọi người. Nói chung là cái dòng này là dòng tập ăn á. Nên bảy cái dòng sóc đất này nó cũng dễ. Rồi giờ hai anh em mình đi tiếp đây. Cái tiếp theo chỗ này bị sập nhưng mà không dính nha mọi người. Anh Sáng anh đang sửa anh bỏ lại mồi nha mọi người. Bị sập nhưng mà không dính. Giờ mình bỏ lại mồi mình đặt lại chỗ đó luôn nha. Rồi bây giờ mình đi thẳng vô phía bên trong này luôn nha mọi người. Bên trong này còn mấy cái nữa. Rồi chờ anh Sáng đặt xong rồi đi tiếp. Vừa thăm phía ngay chỗ bụi chuối đó được con chuột nữa nha mọi người. Chán ghê không? Trời. Con này cũng cống nhum tiếp luôn không? Hai con cống nhum với lại một con chuột cơm rồi nha mọi người. Chuột còn nhiều hơn sóc nữa là thôi cho bó tay rồi. Bó tay. Gác gác nhiều nhiều về đè đầu làm thịt. Chuột này ham ăn trái cây ghê. Đó, được ba. Cống nhâm nha mọi người, được ba con rồi đó. Với lại được hai con sóc mình nhốt vào lòng rồi. Trời ơi, thật là vãi chưởng. Ngoại trưởng quá mọi người. Thế ngoại luôn, đúng ngoại trưởng luôn. Thôi giờ anh Sáng anh bỏ mic anh đặt lại luôn nha mọi người. Cái khu ngon vậy mà sao toàn là chuột không ta, không thấy con sóc nào ta. Sóc đi đâu hết trơn rồi. Mọi người thấy chưa? Toàn là cái điểm đặt phê không á. Mọi người coi cà phê nở hoa kìa đẹp chưa? Rồi giờ hai anh em mình tiếp tục đi cứ hướng này luôn nha mọi người. Ngoại trưởng. Phải dưỡng quá móm anh mới giờ thăm cái phía trong này móm luôn nha mọi người. Giờ mình vô thăm cái tiếp theo trong này nha. Đi mà đéo nhận ra được. Không nhận ra được. Hồi nãy mình nhìn lên cái đường kia mình tưởng là kêu cái đường ngon quá rủ ánh sáng bữa đặt. Con này cũng được. Con này được á. Được hay gái má hai con. Còn bi của nó hai con giải nó này nha mọi người. Trời ơi phê chưa. Rồi đây là em thứ ba luôn nha mọi người. Trời ơi sớm chưa toàn móm không nha mọi người. Trời ơi. Chuột thì còn nhiều hơn cả sóc nữa. Bây giờ là được ba em chuột ba em sóc nha mọi người. Trời ơi. Thật là quái trưởng. Thật là quái trưởng. Bỏ vô rồi anh cầm ngay chỗ đó. Để giữ cái này gặp lại. Cầm cái này ra chỗ này. Con này chắc mới vô luôn nha mọi người. Mồi còn nè. Đó, bây giờ anh sáng ra khúc giữa này thôi. Đấy, cho nó xuống dưới dưới. Vẹ nhẹ thôi tụt chỗ này. Rồi ok. Vâng. Không ạ. Má mãi mới được một chú thôi chứ. Lại vãi trưởng. Thật là vãi trưởng. Trong này có ba con chuột, một con sóc nha mọi người. Để tí nữa mình sang con sóc ra ngồi cái lòng ngồi xe luôn. Giờ rồi anh Sáng anh bỏ mồi vô anh đặt lại luôn nha mọi người. Đó, anh đặt lại cái chỗ cũ đó. Xem là thanh bình đồ anh té dập mặt rồi. Hồi nãy mình nhìn cái hàng rào bên kia mình tưởng đâu là hàng rào nhìn nó ngon. Ai về cái hàng rào nãy anh em mình đi rồi. Mình nhìn công nhận mình đánh hướng đi dở ghê luôn á. Não có vấn đề. Não có vấn đề rồi. Rồi bây giờ mình thăm một cái chỗ này nữa nha mọi người. Rồi mình xuống phía dưới kia. Não có vấn đề. Não có vấn đề thật rồi. Rồi hai anh em mình vừa vô thăm cái cuối cùng luôn nha mọi người. Sao bữa nay móm ghê nha mọi người. Nhiều thế. Này được ba con chuột ba con sóc. Đây là ba con chuột nha mọi người, ba con sóc mình treo vào xe. Thảm cảnh luôn. Hai con cắm nhôm một con chuột cơm, lại ba con sóc đất nha mọi người. Đuối luôn rồi. Người thấy chỗ này mát không? Hai chỗ này mà bị bỏ chỗ này mà lót bạc chiếu. Rồi bỏ cái chiếu nướng gà đồ nhậu ơi. Đồ bún bài luôn á. Rồi mọi người thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Ăn xong làm một giấc. Hai bên này là hai cái mương nước nữa, cực kỳ mát luôn. Gió nó hốc lên á. Mát ghê lắm. Đó, coi chỗ này nè, chỗ này mà trải ra nằm đây luôn chứ cần gì phải trải chiếu trải đồ ha. Ồ đây nhậu thôi đúng bài luôn. Có cái chiếu này bắt đầu mình nằm thôi. Cái này mát cả ngày luôn. Thành quả hôm nay được 6 con, ba chuột, ba sóc cho mọi người. Nhiều quá.
mít còn quá trời luôn, chung là bữa nay móm quá, nhưng mà bữa hôm qua với bữa nay là toàn móm không à. Thôi anh em mình tạm ngưng clip tại đây nha mọi người, hẹn chờ những gì video tiếp theo. Thôi, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Thôi bye mọi người bye nha, bye bye. Thôi anh em mình về đây, về ăn cơm đây, lấy con dao, lấy con dao luôn.